4 cách nói dở cực kỳ đơn giản bằng tiếng Anh mà bạn có thể áp dụng ngay. Số 1, chúng ta dùng is cộng với xì cộng với o'clock. Trong đó xì là giờ và cách nói này thì xì phải là chẵn giờ các bạn nhé. Ví dụ như là is 8 o'clock, 8 giờ rồi. Ngoài ra cách nói này thì chúng ta không nói được giờ chiều và giờ tối. Cách số 2, it's cộng với xì cộng với am hoặc là pm. Trong đó am là từ 12 giờ đêm cho tới 11 giờ 59 buổi trưa hôm sau. Còn pm là từ 12 giờ trưa cho tới 11 giờ 59 đêm. Số 3, đó là cách nói giờ hơn. Chúng ta sẽ dùng is cộng với số phút cộng với past và cộng với số giờ. Ví dụ như là it's 20 past 8, 8 giờ 20 rồi. Cách này chúng ta là dùng số phút trước các bạn nhé. Thứ tư là cách nói giờ kém. Chúng ta nói là it cộng với số phút cộng với to cộng với số giờ. Ví dụ như là it's 20 to 9 có nghĩa là 9 giờ kém 20 rồi.